Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2024. Hôm nay là kỳ thứ tư. Huynh đệ chúng ta học cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta học tiếp và bây giờ bữa nay coi như là chúng tôi sẽ gọt bớt và để cho các vị vào thẳng cái đề kinh, coi như là không có đi vòng vòng nữa nhiều. Đúng lý ra thì nó còn một cái phần gọi là thất lập đề kinh, còn một vài cái nội dung mà gọi là giới thiệu ban đầu, nhưng mà thôi để cho các vị không có có cái chờ cái thời giờ trễ trễ cho nên vậy mà chúng ta học luôn vào cái tựa đề kinh, cho nên không có mà gọi là đi vòng vòng nữa. Có chuyện gì không? Chạy ra cái ông cụ thì đang giảng. Coi như bây giờ là mình xin lỗi các vị vì cái cửa rào nó có kẹt, cho nên các huynh đệ mở nhờ mở cái cửa. Học thẳng luôn, học thẳng không có còn đi vào cái nội dung vòng vòng nữa. Rồi, như thường lệ thì các vị cũng cho tôi 1 phút để gửi bài đi cho các huynh đệ được học. Cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm như đã nói ban đầu đó là nó cái tựa đề của nó tới 19 chữ. Nó đủ là 19 chữ mà gom gọn là chỉ còn 3 chữ là Thủ Lăng Nghiêm. 19 chữ nó đủ là kinh Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhơn, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thì cái tựa đề kinh ở đây á, nó là nói cái pháp, mà cái pháp mà các huynh đệ nào mà nếu như cần những cái mặt nghiên cứu đó thì hãy hãy nghiên cứu gọi là thất thất lập đề kinh. Bảy cái cách mà để nói là cái tựa đề kinh. Còn bây giờ thì tôi chỉ giới thiệu sơ vậy thôi. Còn các huynh đệ nào nghiên cứu thì cứ cứ vào mà nghiên cứu. Bởi vì cái đó là cái sườn, cái đó là cái cách mà để mà chư hành giả học học bộ kinh nào cũng mới biết cái tại sao mà bộ kinh đó nó có tên đó. Thì cái phần mà duyên khởi của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, thì chắc chắn rằng ai cũng biết. Đó là do tôn giả A Nan gặp cái nạn Ma Đăng Già. Nếu như mà vị nào mà từng từng đọc thần chú Lăng Nghiêm rồi từng đọc cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm hết nguyên bộ kinh luôn thì chắc chắn rằng ít nhiều cũng nghe mấy thầy truyền miệng với nhau, từng nói với nhau và từng giải thích cho nhau nghe là cái việc mà vấn đề mà Tôn Giá A Nan bị cái nạn. Rồi bây giờ thí dụ như các giáo sư thầy, cái chuyện mà Ma Đăng Già, cái cô gái tên là Ma Đăng Già chứ không phải ma là con ma đâu nghe. Cái cô gái được tên là Ma Đăng Già,
cái việc mà thương tôn giả A Nan như vậy thì ai là nạn của ai? Các vị đặt lại vấn đề có ai là nạn của ai? Mà thấy người đời ta nói câu là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thì cái chuyện mà gặp gỡ giữa người A Nan và cô Đăng già này, ai là nạn của ai? Thì nếu như nói theo cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa, phát triển cái văn học Đại Thừa đó, thì nó kẹt, nó lệ thuộc cho một chút về mặt tông. Cho nên có nói về vấn đề thần chú này, thần chú kia, thần chú nọ. Chứ còn thật sự mà nói á, bên tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy vẫn có cái chuyện Ma Đăng già gặp Tôn Giả A Nan. Mà Ma Đăng già thương Tôn Giả A Nan thật sự, mà thương ở đây là thương cái uy nghi, cái cốt cách, cái tế hạnh, cái nho, nói theo ngày nay gọi là cái phong lưu hay là cái nho nhã của Tôn Giả A Nan, cái hào hoa cốt cách. Mà các vị cũng biết rồi, giá như như lịch sử người ta nghiên cứu đó, thì Đức Thế Tôn, dòng tộc của Đức Thế Tôn hay là dòng tộc của Thái tử Tất Đạt Đa, gốc là người Do Thái. Thì các vị biết là gốc của dòng 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 tộc của Thái tử Tất Đạt Đa là người Do Thái. Thì người Do Thái thì cái sắc diện người Do Thái thì các vị biết là trắng, chứ không phải như mà chúng ta phải quan niệm thông thường rằng là Ấn Độ là phải đen hết đâu. Nhưng mà cái gốc ban đầu, cái dòng tộc ban đầu là dân Do Thái. Đây là tôi nói về cái mặt nghiên cứu khảo cổ của các nhà địa dư, địa chất, như các nhà khảo khảo cổ học. Thì như vậy thì nếu nói rằng Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa là một hoàng thái tử, là cái chiều cao tới hơn 2 mét rồi. Thì so lại Đức Thế Tôn như vậy thì ngài A Nan á, so lại cái tướng A Nan là nó cái tướng đẹp mà, tướng thông minh nè, cái tướng đỉnh đạt, mình nghĩ là cái tướng nho văn thì mình sử liên tưởng coi. Nhưng A Nan nàng đẹp cỡ nào? Nếu mà mình nghĩ là ngày nay một cái người gốc Do Thái như vậy, mà một vị công tôn vương tử như A Nan như vậy, thì các vị nghĩ đẹp như thế nào? Rồi cái người có ăn có học, cái người phong lưu, cái người cốt cách như vậy, thì các vị nghĩ với cái cốt cách của A Nan ai không mê? Cho nên cái vấn đề mà khởi thủy ban đầu theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức A Nan á đi khất thực, đi ngang dòng suối gặp cô gái là Ma Đăng già đang ngồi giặt lụa. Rồi Tôn giả A Nan mới 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 nói đưa bình bát nhờ cô khum múc dùng miếng nước. Thì khi khi mà cô Ma Đăng già dòm lên để mà giúp dùm cho một cái người nhờ giúp dùm, thì dòm lên thì thấy cái dung mạo của A Nan, ngài nàng nàng trìu mến quá, nó đập vào mắt của cô gái này một cái sự rất trìu mến. Hơn nữa mà thật chất thì Ma Đăng già là cái người cô gái xuất thân từ gia đình nghèo, gia đình nghèo mà thời bấy giờ á, với cái cốt cách của một vương tôn công tử mà nhỏ nhẹ với một cái cô gái gia đình thuộc cái bề thế nghèo hèn như vậy đó, nghèo nàn như vậy đó, mà được một cái người cốt cách như vậy nói một cái lời nhỏ nhẹ để mà nhờ múc cho chén nước, cho phát tâm bố thí cho chén nước vậy, thì thật sự ra là Ma Đăng già bây giờ rũ rượi tay chân rồi. Cho nên thì vậy mà mình nói vấn đề A Nan bị nạn Ma Đăng già, thì tôi đặt lại vấn đề là ai nạn của ai. Mình đặt lại vấn đề đó trước, ai nạn của ai? Thế thì nàng Ma Đăng già đó mới về về giá thương mà gọi là tương tư,
Bởi vì một từ xưa tới nay mình xuất thân từ con gái nhà nghèo, không được gần gũi cái bậc quý tộc, vương tôn công tử, cho tới cái hàng cao cấp hơn là vua chúa, cho tới hàng cao cấp hơn nữa là các bậc đạo sĩ bà la môn. Mình là thân phận nô đồi. Mà hôm nay gặp được một chàng cốt cách như vậy và biết được một phần nào, đa phần thời bây giờ là vương tôn công tử đi xuất gia là nhiều, cái thời này là chưa có đặt cái vấn đề mà của các vị ni đi tu hay là giai cấp này giai cấp khác à. Cái ban đầu mà Đức Phật truyền đạt sau khi thành đạo là đa phần là vương tôn công tử mà đi tu mà hiền cỡ đó, đạo đức cỡ đó, uy nghi cỡ đó thì ai là nạn của ai. Cho nên riêng về Ma Đăng Già thì nghĩ rằng mình may mắn quá. May mắn quá cho nên mình gặp được một con người mà rất là dễ thương, mà rất là hiền từ, mà không có phân biệt giai cấp như vậy. Cho nên người con gái nào không ấm nhiễm, không ham. Rồi là ái nữ mà. Cho nên về nằm mà tương tư cho tới sắp chết. Vì thương con chịu không nổi. Cho nên bà mẹ phải chạy tới Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn và trình bày ra sự thật như vậy và tha thiết với cái lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn, làm sao mà cho A Nan hoàn tục để là cho con cứu sống con gái bà. Thôi nó chết mất. Đó là nói cái nội dung lịch sử nó như vậy. Nhưng mà khi qua tới Kinh Tạng Đại Thừa phát triển thì bắt đầu nó có cái sự thêm thắt vào trong đó để cho nó có một cái gì đó đó làm hưng phấn và làm cho nó có cái đậm nét để muốn nói nhiều hơn. Nên khi qua tới Kinh Kinh Tạng Đại Thừa thì nói rằng là cái ngày hôm đó là Bua Ba Tư Nặc đó làm cái lễ giỗ của cha thì mời Đức Phật vào nơi cung cấm thọ trai. Nhà vua sắm đủ các cái thức ăn quý báu rồi thân đến trước Phật và các vị đại Bồ Tát. Cùng ngày đó thì ở trong thành nó có một vị trưởng giả cư sĩ đồng thời cũng cúng dường trai tăng chờ Phật đến chứng. Nhưng mà Phật mới khiến cho ngài Văn Thù chia các vị Bồ Tát và A-la-hán chia ra để đi đến nhà trai chủ để thọ trai. Cái gì hiểu? Cái vấn đề này nè, làm sao giữa nhà vua và trưởng giả thì dĩ nhiên nếu như chúng ta tu hành ngày nay á, thì chắc chắn ai cũng đi dành đi đi ông lớn hơn. Cho nên cái này đó phải cần trước tiên tới Đại Trí Văn Thù chia chú. Cần có người có ý thức mới được. Để không có sự tranh giành. Cho nên cái lời văn này á, tôi đang đọc cái đoạn lời văn này là của cư sĩ Tâm Minh. Ở còn cư sĩ Tâm Minh dịch. Là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám á. Dịch dịch cái bộ cái Thủ Lăng Nghiêm này. Thì các vị cũng đủ biết rằng là ở trong miền Nam thì có ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền, ở miền Bắc thì có ngài Tâm Minh Lê Đình Thám rất giỏi, hai vị cư sĩ rất giỏi, mà bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám này từng dạy cho các trưởng lão hòa thượng tôn túc của chúng ta nữa cơ, thời trước nữa chứ không phải thời bây giờ. Và bây giờ là sao lại là đâu ai ít ai gặp được bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, là cái bác sĩ này là từng dạy cho các hòa thượng, thầy của các hòa thượng mình bây giờ đứng thờ. Thì cái đoạn này ngày Tâm Minh dịch ra rõ cái gì đó, phải nhờ tới ngày Đại Trí Văn Thù để chia chúng mà đi đi chứng chứng minh như vậy thì làm một cái điều gì đó bằng cái tinh thần tự giác giác tha tự độ độ tha, đòi hỏi con người phải có ý thức mạnh mẽ hay nói khác hơn là phải có trí tuệ. Dầu trí tuệ viên mãn tròn đầy hay trí tuệ mới phát khởi gì đi chăng nữa, nhưng mà đòi hỏi con người phải có trí tuệ.
phải tư duy, phải quán chiếu sâu sắc để đừng có sự kỳ thị, đấm đá, tranh giành. Một bên là nhà vua mời, một bên là trưởng giả mời, thì làm sao mà chia theo cho không có sự tranh giành đấy. Cho nên buộc lòng Đức Thế Tôn phải giao phó việc này cho ngài Đại Trí Văn Thù. Các chị hiểu ý của tôi muốn chia sẻ. Chứ người bình thường là chiếm được đâu, mà đòi hỏi cái ý thức cao, cái trí tuệ phải sắc bén. Như Văn Thù vậy đã cầm lưỡi lưỡi dao chặt đứt mọi cái thứ danh vọng, phiền não, lợi dưỡng. Chứ còn giá như ngày nay thì thôi là trần ai lắm. Ý người ngày xưa nó như vậy mà Thế Tôn còn phải nhờ tới Đại Trí Văn Thù là. Mà Đại Trí Văn Thù đây là một vị Bồ Tát nha. Chứ không phải Đại Trí Xá Lợi Phất nha. Đây chưa nói tới Đại Trí Xá Lợi Phất à. Mà Đại Trí Văn Thù làm mới được. Nghĩa là phải có Bồ Tát trắng trong. Phải có một vị Bồ Tát gọi là hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ viên mãn mới xử sự việc này nó mới đầy đủ khuôn phép, không có phạm. Nhưng mà trong hai cái chia ra làm hai nhóm đi chứng tra ngày hôm nay á, một nhóm thì đi theo Đức Thế Tôn vào hoàng cung, một nhóm thì đi chứng tra của nhà cư sĩ, nhưng mà duy có Đức A Nan thì bữa nay không có theo nhóm nào hết á. Duy chỉ có A Nan trước đã nhận lời mời riêng, cho nên đi xa chưa có về, đi xa chưa về, cho nên không có đi chung được hai trong hai nhóm này. Cái gì nhớ không? Duy chỉ có A Nan vừa đi xa vừa nhận lời mời trước đó rồi chưa có về. Ông về một mình, ông đi một mình, ông về một mình, không có thượng tọa và A Xà Lợi cùng đi, và ngày ấy cũng không được ai cúng dường. Lúc bây giờ ông cầm bình bát vào trong thành, trên đường đi theo thứ lớp và khất thực. Như vậy thì bữa anh đang đi có một mình, không có thượng tọa cùng đi, có nghĩa là không có bậc thân giáo sư cùng đi, đi có một mình. Nên ý nói là đi một mình nó mới bị nạn đó. Ở trong này nói cái ngụ ý ban đầu là nói dài dài tới, cho nên vì vậy mà người tu đúng ra là ngày xưa thì chứ Tôn Hòa Thượng dạy đó là tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mà tăng lên chúng tăng tàn, đi đâu phải có hai người cùng đi. Vì một người cùng đi cho nên vì vậy mà muốn ghé đâu ghé, muốn tạc đâu tạc, và thậm chí muốn bị bắt cóc thì bị bắt cóc. Cho nên cái ngày đó ai đang đi một mình và đi công việc, nhưng mà không có ai cúng dường hết. Có người mời trước nhận lời đi, đi chưa về, nhưng mà tới cái ngày về thì lại không ai cúng dường. Cúng dường cho nên á, mới không kịp giữ vào hàng của chúng tăng. Thì anh em mới ôm mình bác một mình tiếp tục vào thành khất thực. Trên đường đi thì theo thứ lớp mà khất thực. Tâm của ông trước hết á, cầu được một người, tâm ông trước hết cầu được một người, một trai chỗ cúng dường là được rồi. Ông không kể sang cúng dường ông nhận là hèn ông cúng dường mới nhận, mà miễn làm sao cái người đó phát tâm mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành tựu công đức, đó là cái niềm vui của ông A Nan. Ông A Nan đã biết Đức Phật quả ông Tu Bồ Đề và ông Đại Ca Diếp, ông Đại A La Hán rồi mà còn không bình đẳng. Vì trước kia đó anh đang có nghe cái lời Đức Phật quả ông Ca Diếp, tổ sư Ca Diếp
quả sao quý vị có nghe chưa? Chư Phật trong mười phương ba đời coi như là không có phân biệt giàu nghèo. Mà Ngài Ca Diếp á, thì ông nghĩ rằng ông nghèo, tới nhà nghèo phát thực thì ông trợ duyên cái phần cơ còn lại đó, ông nguyện là ông sẽ cho tôi gặp cái chủ tử Phật Pháp. Vậy mà ông đa phần ông phát tâm ông đi người nghèo như Ngài Ca Diếp vậy. Nhưng mà Ngài Ca Diếp quan quan niệm Ngài Ca Diếp là vì người giàu thiếu gì người tới, nhưng mà người nghèo khó tới, cho nên Ngài Ca Diếp chỉ đi độ người nghèo thôi. Cho nên Đức Phật đã từng rầy Ngài Tôn giả Ca Diếp, cho nên Ngài A Nan biết như vậy. Ngài A Nan không có giống Ngài Ca Diếp mà Ngài cứ đi thôi, ai có duyên thì cúng cho Ngài, dầu một người cũng được. Cái chỗ này quý vị nghe cho rõ nè. Trong nhà Phật có hai đồ đệ, đó là Ngài Ca Diếp là một, Ngài Tu Bồ Đề là hai. Là hai người này chuyên đi cắt sạch nhà nghèo để mà hóa độ họ. Thứ nhất, thứ hai nữa thì các vị cũng biết rằng nhà giàu họ mới có tiền của, họ có đồ ăn, họ cúng nhiều, chứ nhà nghèo cúng ra bao nhiêu. Thì các ngài nghĩ vậy đó, cứ nhiều nhà nghèo vậy các ngài gom lại vậy đó, ngài đổ vô cái tới giờ ngọ trai là ăn ăn một lượt, ăn một buổi cả ngày vậy đó. Còn ngược lại thì ngài A Nan nghe lời bị rầy đó, cho nên A Nan nói thôi rồi bây giờ thứ đệ đi khất thực chứ không nghèo giàu gì hết, miễn có đủ ăn thôi. Tuy nhiên cái thời của Đức Thế Tôn cũng có những người sau khi nó họ vì cái cơm ăn áo mặc, họ cũng có vì cái lợi dưỡng họ vào tăng đoàn nữa cơ, chứ không phải rằng thời đó chỉ có các vị thượng thặng, các vị tổ sư, các vị gọi là căn lành chủng tử nhân duyên bồ đề quý quyến thuộc nhiều đâu, không có đâu. Sau lúc sau này nó cũng có những người thị hiện vô, tôi cho cái danh từ tôn trọng là thị hiện vô đây, cũng như làm những điều sai trái để cho Thế Tôn mới khuyên, mới dạy, mới la, mới rầy, mới có giới luật nữa kìa. Nhưng mà với cái nhìn của chúng tôi thì đó là những vị thị hiện, chứ không phải cái nhìn của chúng tôi phải như vậy là mình đáng khinh tiện người ta. Giống như ngày nay thí dụ như tôi cũng suy nghĩ á, những người mà phá giới phạm trai cũng coi chừng họ phát tâm vào thị hiện. Ai không biết người tu hành mà phá giới phạm trai là đọa, nhưng mà họ biết như vậy mà họ vẫn không vượt qua được, họ trong phá giới phạm trai thì họ chấp nhận họ đọa. Họ đọa thì coi như mình đứng ở trên bờ, chẳng hạn mình có phá giới phạm trai thì mình đứng lên bờ, như vậy thì tay chân mình nó sạch, thì mình phải cảm ơn cái người kia chứ. Họ chấp nhận họ làm những người nhơ nhớp như vậy, cho nên nếu như mà cái tấm lòng rộng mở thì những người mà sai lầm sai trái bị nghiệp quả như vậy thì mình cung kính cho mình cho là thể hiện cái sự cung kính, nó không mất gì đâu hết. Cho nên tôi nói cái quan Phật tử nhiều khi á, tôi la ào ào vậy đó, nhưng mà gặp Chư Tăng tôi vẫn vòng tay cung kính và tôi vẫn cúi đầu đảnh lễ, không mất gì đâu hết. Nó làm cho con người mình dần dần nó tiêu mòn mãn nhẹ. Còn khi giảng pháp đó, tôi đại Phật Tiên Dương thì tôi không từ ai hết đó. Tại vì lúc này là đại Phật Tiên Dương, nghĩa là thay Phật mà nói pháp. Nhưng mà khi tôi cởi chiếc áo này ra rồi, hay tôi không còn ngồi trong pháp tòa nữa rồi, thì tôi vòng tay cung kính. Mà cung kính đây là một sự cung kính thật lòng, chứ không phải lưu manh giả danh đạo đức. Ngày nay nhiều khi rồi, hồi nãy tôi nói chuyện với một vị thầy, tôi nói thật sự ra ngày nay mình không không biết tin ai. Có những người là nghĩ là cuộc đời họ không bao giờ làm cái việc đó, mà không ngờ họ làm việc đó. Mà trước kia họ đã từng tay cặp nách, một tay thì ôm cô gái bên Thái Lan rồi, cho là hồi thời nhỏ đi, nhưng mà lớn lên nó thay đổi cái tư tưởng, cái nhìn khác, không ôm cô gái nữa mà ôm chàng trai thôi chẳng hạn. Mà nói về một cái cốt cách, một cái quy nghi, ta không thể nào cho là ta lầm được hết các bạn. Nhiều người ngày nay đóng cái tuồng hay lắm,
Nước mắt trào tuôn à, nhưng mà các vị biết đó là nước mắt giả. Còn ngày xưa họ cũng đóng tuồng, nhưng mà nước mắt thiệt, lấy không biết bao nhiêu giọt nước mắt khác của nhân thế. Ví dụ như hồi xưa mà ta coi tuồng Đời Cơ Lựu hay Tô Ánh Nguyệt, vân vân, thời các ca sĩ hát ngày xưa, lấy biết bao nhiêu cặp nước mắt của nhân thế, hết tủi thân, thấy thương. Ngày nay nước mắt nó ràn ràn rụa vậy đó, nhưng mà ta không có thấy thương như ngày xưa, tại ngày xưa người ta diễn xuất bằng cái nội tâm. Ngày nay có nhiều người ta cố gắng gồng, cố gắng giữ cái phong cách người ta, nhưng mà thật sự bên trong nó không có như vậy. Đó là một điều tôi đáng buồn, mà thời gian gần đây dường như các vị thấy tôi giảng nó cũng hơi khác nữa, tại vì tôi lầm quá đi. Chính tôi còn bị lầm quá nhiều, đừng nói chứ các Phật tử thấy thầy này thầy kia mũ mĩ vậy chứ coi chừng lầm lầm to rồi quý vị ơi. Còn những người mà hùng hổ cung tay đấu võ đánh võ gì chứ coi chừng à. Những người đó nhưng mà cả đời của họ có công đức bằng mũ mĩ mà coi chừng, trong dạ nó đầy dẫy xấu xa kinh tởm ở trong đó. Tôi biết mà tôi không có nói được nên lời đau lắm, mà nói ra thì người ta đương thời là người ta chống mình chết. Có những cái người ta làm mà ta nghĩ là không ai biết, đau lắm. Gạt gạt đời dối thế, bội cha phản chúa bội thầy, văn quá sức phi dương kỷ đức, vận tai lạc quả yểm tha năng, hư cuốn khi vô cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã, bởi nghĩa vô thân quỷ sư trưởng. Cho nên nên hãy kể ra thì các Phật tử lắc đầu, có người trí thời dẫn trí thức, họ cố gắng họ thể hiện được cái hình thức gì đó, chứ còn ghê gớm lắm. Thầy nói sâu xa nhiều khi á, các vị hiểu lầm tôi chứ, nhiều khi ở trong đạo rồi mới thấy bất mãn ghê lắm. Nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Cái câu mà bên đạo Hòa Hảo nói đó, tu không hành như buồm không gió, tu hành rồi chớ có đơn sai, vừa tu vừa hành mới được cả hai, mà trong hai thiếu một không xài vào đâu được. Ông kính vâng lời dạy vô giá của Phật độ, thoát mọi điều chê bai cái quạt. Ông đến bên bên thành, thong thả vào cửa, uy nghiêm đĩnh đạc, kính giữ giới phép quá trai, kính giữ phép quá trai. Trong khi khất thực, ông A Nan đi qua nhà người nữ Ma Đăng già, bị phép quyển thuật, nàng ấy dùng tà chú tiên phạm hiện đạo thiên đạo Sa Tỳ Ca La bắt vào trong phòng, dựa kề vuốt ve làm cho ông A Nan phải coi như là gần như phá giới phạm trai. Và cái người mà đắc được cái pháp gọi là tha tâm thông thì Đức Thế Tôn biết được là coi như là A Nan đang bị nạn, đang bị Ma Đăng già mê hoặc. Nếu tôi đặt nó lại là ai mê hoặc ai, nó thì giữa hai cái tư tưởng giữa Nam truyền và Bắc truyền giải thích hai cái điều như vậy đó. Bên Nam truyền thì rõ ràng là A Nan đi khất thực và cái tướng nho nhã làm cho cô gái giặt đồ đó, cái Ma Đăng già đó cảm thấy sanh lòng yêu mến rồi tương tư. Còn bên bên thần Phật quan học đại thừa thì cô gái này thương, thậm chí bỏ nhà theo trai, gọi là gì đó, thì quên rồi, nhiều cái gọi là tương tư,
chứ còn theo trai thì không được, bởi vì anh đang về tu rồi ha, chứ thôi là bỏ ra theo trai. Mình nghĩ mấy này nè, dán từ 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 rồi chiêm nghiệm rồi nghĩ có hay lắm. Rồi trở lại cái vấn đề, trở lại cái vấn đề, cho rằng hai cái tư tưởng gặp nhau ở chỗ là vì muốn quá độ cô gái này cho nên tôn giáo Anna phải chấp nhận ghé nhà để khuyên, nào ngờ đâu cái cô này coi như là tánh hừng hực gọi là rực nắng rực lửa đó, đè Anna xuống, hôn Anna từ trên cho tới dưới. Nhưng mà lành thay Anan coi như là sắp sửa buông xuôi theo dòng nước chảy rồi, coi như Anan sắp buông xuôi buông trôi rồi. Nhưng cái điều một điều là thật sự lúc này là bác cứu không nổi, chứ đừng nói chú, tôi nói thiệt vậy đó. Tôi thì đừng có nói là tôi biết thì sao tôi nói mạnh vậy, nhất là cái người tu nhỏ lớn như Anan chưa có vướng bận chuyện tình cảm á, thì lúc này bác cứu không nổi nữa, chứ đừng nói chú nào trên, đừng nói chú thật tế rồi rải về cái lăng dạ chạy không có đâu. Mà nguyên do tôi nói hoài đó là tại vì tôn gia Anan á, ai cũng phải biết rằng là tôn gia Anan 31 tướng chỉ thua Đức Phật một tướng, là cái Anan không có cái vô ký định tướng thôi, chứ còn 31 tướng còn lại đây là cùng một dòng máu, còn một cái gen y như nhau, và trong đó có cái tướng gọi là Mã Âm Tàng giống Đức Phật như nhau, có cái tướng gọi là Mã Âm Tàng. Thì bây giờ thì giải quyết cái chuyện khảo cổ rồi nói sao giải thích sao cái chuyện Mã Âm Tàng đây. Thật sự Mã Âm Tàng là cái bộ phận sinh dục á, nói ra là tôi nói này nó hơi kỳ khó nghe, của người đàn ông á, mà nó ẩn vô giống như con ngựa người đực kia, mà nó ẩn vô vậy đó. Cho nên nàng 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 mà đang già này coi như thương quá thương rồi, chỉ mong có cái ấy 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 vậy thôi, mò tới cái ấy nó không có sao không quản hồn bỏ chạy được, chứ không có chú nào mà tỉnh được đâu, bác còn tỉnh không được rồi đừng nói chú thiếm gì. Tôi nói vậy quý vị có chấp nhận bằng lòng không, bằng lòng nói nữa không bằng lòng cho nên người ta hôn từng khóe mắt từng bờ mi từng làn môi, trong kinh diễn tả rõ lắm ạ. À, cái như vừa hôn mà nó xin lỗi đó, theo thế gian nó hơi hơi dâm loạn á, liếm nói này hơi quá hỏi chứ trong kinh chỗ nào ghi chữ liếm mà ông thầy tạo nói ghê vậy, nhưng mà tôi thật sự có. Bởi vì khi mà đè xuống được thì nó không có chuyện dễ dàng. Một người nữ của chú bằng rừng rực lửa, rực nắng luôn rồi, mới hốt hốt đè xuống thì dễ dầu gì tha. Rồi lúc này bác còn không nhớ bác là ai nữa, quên trời, quên đất, quên cả tử tôn, quên cả tằng quyền. Coi như lúc này chỉ trời hai đất hai đôi tay thôi. Nhưng mà ngặt cái đôi ta nó không hợp là tại vì đôi ta mò xuống không thấy cái đó, gọi là Mã Âm Tàng quá không bỏ chạy. Bây giờ mới gặp nhau với hai nội dung này cái gì nhớ điều đó, mắc cười mà muốn nói nữa mà có nên nói không. Thì trong này á thì theo tư tưởng văn học đại thừa á thì nói một điều rằng là gì, cái nàng mà đang Đức Như Lai quán kiến biết là anh đang 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 được cái phái tà Phật, cho nên anh đang mới sai sai văn thù. Khi ấy trên đỉnh Đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô quý, trong hào quang hiện ra văn thù ngàn cái sen, có quá thân Phật kiết già rồi chuyên tâm mà tụng mà đọc mà niệm.
mà diệt nhờ cái tà chú diệt đi cái tà thuật kia. Đó là nội dung nó như vậy, cái duyên khởi nó như vậy, tôi trình bày ra như vậy. Có gì khác hơn nữa thì các vị cứ việc đi tìm hiểu, không không sao hết. Nếu có điều nào hay như vậy là cái duyên khởi có cái chuyện đó như vậy, cho nên Đức Thế Tôn mới có giảng một cái bộ kinh đó là Thủ Lăng Nghiêm. Thôi tới đây nghĩ là mình kỳ tiếp theo mình học cái phần tựa. Còn tựa sau khi cái gì đã rồi, cái Đức Thế Tôn nghĩ gì, trong đầu nghĩ gì và chuẩn bị cái gì đó, thôi xin 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 nghỉ ngang đây, xin nghỉ ngang đây.